Chào mừng các bạn đến với bản tin bóng đá ngày 5 tháng 12 của Hiền Bóng Đá TV. Trước khi đến với những thông tin chi tiết, hãy dành một giây like và đăng ký kênh ủng hộ chúng mình. Ngay sau đây sẽ là những tin tức chính trong bản tin ngày hôm nay. Pháp nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra sức ép nghẹt thở về phía khung thành của đội tuyển Ba Lan. Tuy nhiên, các chân sút của đội tuyển Pháp bỏ lỡ đầy đáng tiếc, đỉnh cao là pha đưa bóng đi ra ngoài, mặc dù khung thành bỏ trống của Giroud ở phút thứ 29. Tuy nhiên, phút thứ 44, Giroud đã lập công chuộc tội với một pha dứt điểm đầy tinh tế để mở tỷ số. Sang hiệp 2, Mbappe chiếm toàn bộ điểm nhấn với màn trình diễn đỉnh cao của mình. Cú đúp của ngôi sao sinh năm 1998 ở các phút 74 và 90+1 đã trực tiếp nhấn chìm toàn bộ hy vọng của Ba Lan ở trận đấu này. Tất cả những gì mà Ba Lan làm được là pha sút 11m thành bàn của Lewandowski ở phút 90+5 và phải mất đến 2 lần mới có thể hạ gục được thủ thành Hugo Lloris. Chung cuộc, Pháp giành thắng lợi 3-1 và bước vào vòng đấu tứ kết đối đầu với đội tuyển Anh khi đoàn quân của HLV Gareth Southgate giành thắng lợi 3-0 trước Senegal ở lượt trận sau đó. Lionel Messi từ lâu đã là cái tên luôn gây sốt đối với người dân Argentina bởi tài năng và tầm ảnh hưởng của một siêu sao bóng đá đối với người dân Argentina, một đất nước coi bóng đá như là tôn giáo. Bởi vì quá nổi tiếng, thế nên cái tên Lionel Messi trở thành sự lựa chọn hàng đầu của rất nhiều bậc phụ huynh mỗi khi họ quyết định lựa chọn tên cho con cái của mình. Nhiều người đã lấy họ Messi để đặt tên cho nhiều đứa trẻ mỗi khi được chào đời. Tuy nhiên, điều này lại trở thành mối lo ngại với chính quyền bang Rosario, Argentina bởi số lượng cái tên Messi thì ngày một nhiều và điều này khiến cho các nhà chức trách tại bang này khó kiểm soát bởi có sự nhầm lẫn hàng loạt giữa những cái tên Messi. Chính quyền tại đây đã phải đưa ra đạo luật cấm bố mẹ đặt tên con cái là Messi. Đạo luật này ngay lập tức bị người dân Argentina phản đối mặc dù nó vừa mới chỉ được thông qua bởi họ cho rằng thật là bất công khi cái tên Ronaldo được sử dụng tại quê nhà thì Messi, cầu thủ vĩ đại với người dân Argentina, lại bị cấm. Bằng cách chấm dứt hợp đồng với Manchester United, Ronaldo đã trở thành cầu thủ tự do. Thời điểm này, cựu tiền đạo Juventus được quyền đàm phán với bất cứ đội bóng nào. Gần nhất, Marca đưa tin siêu sao người Bồ Đào Nha nhận được lời đề nghị từ đội bóng Onas ở Ả Rập Xê Út trong 2 năm rưỡi với mức lương lên tới 200 triệu euro mỗi năm, bao gồm lương và các khoản tiền quảng cáo. Khi hoàn thành hợp đồng tại Ả Rập Xê Út, Ronaldo sẽ nhận tổng cộng 500 triệu euro. Dù vậy, ký giả Fabrizio Romano cho hay chưa có gì được thực hiện, đã ký hoặc ra quyết định. Đáng chú ý, Ronaldo vẫn giữ tham vọng chơi bóng ở châu Âu. Cụ thể, theo The Mirror, Ronaldo vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về tương lai của mình. Anh vẫn chờ đợi và sẵn sàng chuyển đến Chelsea. Dù vậy, từ đầu hè năm 2022 tới giờ, cả huấn luyện viên Thomas Tuchel và Graham Potter được cho là không hào hứng với việc chiêu mộ Ronaldo. Sporting Lisbon cũng muốn có chữ ký của CR7. Tuy nhiên, câu lạc bộ Bồ Đào Nha không phải là ưu tiên chuyển nhượng của cựu tiền đạo câu lạc bộ Real Madrid. Báo giới Anh gần đây đưa tin rằng Arsenal là một trong số rất nhiều câu lạc bộ đang cân nhắc chiêu mộ Leroy Sané từ câu lạc bộ Bayern Munich. Cầu thủ người Đức đã có một thời gian ở Premier League với Man City trước khi chuyển về quê nhà. Việc bổ sung thêm hỏa lực cho hàng công là điều cần thiết với Arsenal nếu họ muốn tiếp tục cạnh tranh ngôi đầu Premier League. Giờ đây, pháo thủ nhận được tin vui từ Sané khi cầu thủ này sẽ cân nhắc khả năng đến Emirates thi đấu theo lời nhà báo Peter O'Rourke. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ nghĩ đến việc rời khỏi Bayern Munich. Và cậu ấy chắc chắn sẽ cân nhắc nghiêm túc việc chuyển đến Arsenal vì huấn luyện viên Mikel Arteta ở đó và cả những cầu thủ mà cậu ấy từng chơi cùng nữa. Leroy Sané vẫn đóng vai trò quan trọng tại câu lạc bộ Bayern Munich nên khả năng họ để anh ra đi là không nhiều. Tuy nhiên, nếu có lời đề nghị hợp lý được gửi đến, Hùng Sám sẽ phải cân nhắc, nhất là khi Sané không còn toàn tâm toàn ý gắn bó tại Allianz Arena. Mikhailo Muric của câu lạc bộ Shakhtar Donetsk đang là cái tên được Arsenal theo đuổi sát sao. Ký giả Fabrizio Romano xác nhận Muric chỉ muốn khoác áo pháo thủ. Và với Muric, Arsenal đơn giản là chỉ cần đưa ra mức giá vào thời điểm này. Mới nhất, sau nỗ lực của giám đốc thể thao Edu, nguồn tin từ Daily Mail và tờ Mirror khẳng định Arsenal đã đạt thỏa thuận chiêu mộ Neymar người Ukraine với giá 40 triệu bảng. Cầu thủ này muốn theo chân người đồng hương Oleksandr Zinchenko đến sân Emirates. Muric ghi 7 bàn trong 10 trận ở giải vô địch quốc gia. Tính rộng ra trên mọi đấu trường, Muric có 10 bàn và 8 kiến tạo trong 24 trận từ đầu mùa. Rõ ràng, Muric là một bản hợp đồng chất lượng. Sự có mặt của Muric hứa hẹn có thể giúp pháo thủ tự tin đua vô địch Premier League. Tương lai của Dusan Vlahovic trở thành đề tài nóng trong thời gian qua. Theo báo chí châu Âu, Juventus có khả năng đẩy đi tiền đạo người Serbia vào mùa hè năm 2023.
Thời điểm hiện tại, nhiều ông lớn lục địa già sẵn sàng trải thảm đỏ chiêu mộ Vlahovic, bao gồm Liverpool. Theo tờ Mirror, huấn luyện viên Jurgen Klopp đánh giá cao tài năng nơi Vlahovic. Mùa giải năm nay, chân sút 22 tuổi đóng góp 7 bàn thắng sau 15 trận đấu trong màu áo của câu lạc bộ Juventus. Những bất ổn trong nội bộ nhà cựu vô địch Serie A vô hình chung khiến tương lai của Vlahovic bị lung lay. Tháng 1 năm 2022, Vlahovic trở thành chữ ký đắt giá của Juventus. Anh cập bến đội bóng nước Ý với bản hợp đồng trị giá 63 triệu bảng Anh từ Fiorentina. Theo tờ Calcio Mercato Web nhận định, Jurgen Klopp mong muốn bổ sung Vlahovic vào đội hình Liverpool. Tiền đạo người Serbia hứa hẹn sẽ mang đến cho Zerkov những phương án lựa chọn nhân sự đa dạng hơn, đồng thời tăng cường sức mạnh ở khâu ghi bàn. Bên cạnh đó, các báo cáo cho biết Liverpool cân nhắc kế hoạch trao đổi Ibrahima Konate lấy Vlahovic. Tuy nhiên, khả năng xảy ra kịch bản này là không cao. Bản tin bóng đá sáng ngày 5 tháng 12 của chúng tôi đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê thúc cầu.